Hello anh em, chào mừng anh em đến với thế giới của Tinkertown nhé. Thì hôm nay sẽ là tập 1. Thì đầu tiên thì chúng ta biết được đây là một tựa game phiêu lưu sinh tồn và có những nét tương đồng với lại Forager và Stardew Valley. Thì để có thêm chi tiết khi mà anh em muốn thì anh em có thể vào xem review của game này thì mình đã làm rồi. Ok, thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục gameplay ha. Thì mình sẽ chơi từ game này đến khi nào phá đảo thì thôi nha. Thì mỗi clip của mình sẽ ngắn thôi và sẽ hướng dẫn anh em những cái cách build đồ của game này, vừa chơi mình vừa khám phá, và mình sẽ hướng dẫn anh em theo yêu cầu của một số anh em cũng yêu cầu ha. Rồi thì mới vô anh em nhớ là kiếm ít gỗ. Ở đây thì gỗ thì mình lại lấy tay đánh được mà lấy gỗ không đánh được. Đó, đá đá lấy tay đánh được không nhỉ? Đây đá không lấy tay đánh được này, mới vô thì tay của anh em cũng làm được khá là nhiều thứ. Anh em cũng đừng có tin nhé, ở đây nhiều khi á là nó kêu anh em có công thức thôi nhưng anh em chưa thể chế được nó. Đây nè, mình vẫn thiếu đá nè. Thì mới vô thì mình nên build đá và cái mình nên dùng cái ace trước đi. Ace kiếm gỗ cho nó tiện. Gỗ thì nó sẽ ít hơn là đá. Lúc đầu cần thiết hơn là đá chứ không phải là ít. Vì gỗ thì cây nên thấy cây xung quanh cũng khá là nhiều ha. Thì mới vô chúng ta sẽ bắt đầu đi kiếm đá và gỗ trước. Đá đây. Ok, sau khi chúng ta kiếm đá xong thì chúng ta sẽ chế một cây rìu ha. Anh em có thể dịch chuyển những cái thứ mà vật phẩm từ bên này qua bên này hoặc là bên này đó tùy anh em. Rồi, giờ mình sẽ chặt ít cây. Thông thường thì gỗ trong game sinh tồn này nó cũng cần nên anh em cứ chặt nhiều một chút. Từ game này thì nó không có thể lực nhiều, nó chỉ có mana và máu thôi, không có độ no. Tính ra là game này vẫn dễ hơn rất nhiều game và game này chỉ là thuộc dạng như là nếu đúng ra thì nó là phiêu lưu thôi ha, nó nhẹ nhàng thôi. Ok, khi mà anh em buộc phải đánh nhau với lại quái thì anh em nhớ là vừa đánh vừa né nhé, vừa đánh vừa né như thế này nè thì anh em sẽ đỡ mất đam, anh em sẽ đỡ bị mất máu hơn. Vừa đánh vừa lùi, cái mình vừa đánh vừa lùi được, game này vừa đánh vừa lùi được đây nè, thấy không? Đó đó thì mình sẽ không có mất máu. Đó, anh em cứ đánh anh em di chuyển như thế này thì anh em sẽ không có bị mất máu. Anh em có thể đánh giống như Don't Starve Together. Thường thì nó sẽ có hiệu ứng trễ của con quái chút đây là. Đó, đó, anh em thấy không? Đỡ mất máu rất là nhiều, thậm chí không mất giọt nào luôn. Cũng cần đá nên anh em cũng farm đá nhiều một chút. Gỗ đá lúc nào cũng là những đồ cần thiết cho cái game thu nhặt nguyên liệu ha, rất cần thiết. Đây thì mình thiếu một cái đe nên là mình chưa có làm được. Anh em cần phải có cái đe để chế những cái đồ liên quan tới kim loại. Đây là chúng ta là phải đi farm đồng tiếp. Cái quặng lớn thì nó sẽ cho anh em nhiều đồng hơn, hiển nhiên rồi. Để chúng ta cũng có thể chế than anh em nhé. Than thì sẽ cần hai cục gỗ là chúng ta sẽ chế được. Ok, chọn ráp o rồi xuống cái đe chế được cái copper thôi, silver. Rồi chúng ta bắt đầu farm sắt. Ok, khi nào anh em cảm thấy đủ đồ thì anh em có thể về và chế cái cúp sắt ha. Thì đây mình chế cúp sắt. Thì cúp sắt sẽ giúp cho mình farm được đồ nhanh hơn một chút nữa. Thì cũng giống như những game khác thôi. Thì anh em phải nâng cấp đồ lên để cho cái đời sống của anh em nó phát triển, anh em hiểu không? Thì giờ mình sẽ dùng cây cúp sắt để mình đập đá. Mình đập sắt thử coi. Thôi cái đồ cũ này mình quăng ra đi. Đây là cúp sắt đây. Thì cúp sắt này nó sẽ đập được từ 4 đến 5 đam đối với cái quặng sắt khổng lồ ha, với lại một số quặng khác. Đấy thì nó sẽ giúp anh em farm nhanh hơn. Ngoài ra thì anh em cũng có thể đi qua cái vùng đất băng á để anh em farm được nhiều cái nguyên liệu hơn. Ở đây thì vùng đất băng thì nó sẽ có rất nhiều sắt và ở đó còn có cả silver nữa. Thì để đi qua những khu này thì anh em nhớ làm cái cầu đi ngang qua nước á để dễ đi. Ở đây nó có sắt và rất nhiều sắt. Ngoài ra thì có bạc, bạc số lượng vừa phải thôi. Nhưng mà quái ở đây rất là mạnh.
Nên là anh em khi mà anh em đi farm anh em cần chú ý một chút. Nói chung là cũng không nhất thiết là phải đánh tụi nó đâu, anh em né tụi nó đi, chủ yếu là farm đồ thôi, không cần thiết đâu. Mình đánh một số quái bên này thì cảm giác như là nó không có rớt cái đồ gì ngon cả, toàn đánh nó đánh ra không khí không à. Đấy, nên chủ yếu là tập trung vào farm. Đây, đây là quặng bạc ha. Quặng bạc thì nó sẽ có một cái cục nó hơi nâu nâu một chút đó. Đây thì mình dọn bớt rương ra để mình có thể lượm được những cái bạc này. Thì bạc là nguyên liệu khá là hiếm nhưng mà nó ngon hơn sắt rất là nhiều, nên là khi mà anh em farm thì cũng chịu khó ráng farm và tích trữ lại một chút, nếu không là mình sẽ farm lâu hơn ha. Ok, mình cũng nên về chế một ít giáp để có thể an toàn hơn, tại vì quái bên đó nó mạnh lắm. À, trước khi làm giáp đó, thì chúng ta cần phải có một thứ, đó chính là leader. Thì leader chính là da hoặc là da thuộc đấy, thì mình cần phải có một cái máy để chế tạo da. Thì cái máy đó tên là cái gì ta, từ để xem lại đó nào. Outfitter đúng rồi. Đây nè. Mình bấm vào trong cái bàn chế tạo ha. Đây, Outfitter này đây. Đó, nói chung là cái này. Đấy. Thì anh em chế cái đó ra. Anh em bỏ xuống. Thì cái này nó sẽ cho chúng ta chế được cái da thuộc, vải các kiểu thứ. Nói chung là nó là về trong cái vấn đề gọi là may mặc. Đây, mình có thể chế được lead nè, leader này, cloth, vải này, chin này. À, một số thứ khác nữa, đồ giáp các kiểu các thứ đấy. Thì mình để chế thì mình cần string và backwing. Backwing thì chúng ta có thể đánh dơi ha, cái đánh dơi dễ kiếm lắm. Khi anh em đủ giáp thì anh em lại bắt đầu đi farm thôi. Và thật sự mà nói thì depth trong game này nó cũng không có cao lắm, nó chỉ mang giảm được một đam là cao rồi, nên nói chung là ok, có được anh em ạ. Trước mắt thì cứ chế full giáp đi. Thì tập 1 thì mình sẽ về farm đồ thôi, tập 2 thì mình sẽ làm thêm những cái ví dụ như là đánh đơn dần, nên chắc cũng cần có chút giáp một chút đấy. Đấy thì bên băng tuyết này thì quặng sắt rất là nhiều, nhiều kinh khủng luôn anh em ạ. Với lại có nhiều tài nguyên mới. Đây, những con snowman này thì anh em hạn chế đánh, tại vì nó rất là mạnh và nó dí anh em dai dẳng lắm. Né nó là tốt nhất anh em ạ. An toàn là bạn thôi. Ok, đây chúng ta lại tiếp tục farm. Đây có một cái quặng bạc lớn đây. Quặng bạc lớn hình như là cho mình 2 đến 3 cục hay sao đấy. Đấy, quặng này rất là hiếm. Đập cũng hơi lâu anh em ạ. Đấy, được 2 cục. Mình thử chặt cây coi trong đây có gì nhá. À, thôi không có gì. Sau này anh em khi mà anh em đủ đồ thì thôi anh em cũng có thể về nhà, anh em xây nhà để anh em lưu trữ đồ. Tại vì không phải lúc nào mình cũng có chỗ để chứa đồ cả. Mình cũng nên chế những cái món đồ cần thiết, ví dụ như rương hoặc là cái gì đó. Đây mình có thể chế cái rương này. Đấy, mình đặt cái outfitter ra đi, để nhà đi cho nó đẹp ha, để mình làm một số thứ. Còn cái đây là cái rương này có 9 ô thì mình có thể để nhà để lưu trữ những thứ cần thiết lâu dài để cho anh em dễ dàng sinh tồn hơn. Rồi, mình cất những quặng vô. Và khi bạn rảnh rỗi thì bạn cũng có thể chế tường ha. Chế tường ở đây thì mới vô thì mình nên chế tường gỗ thôi. Chế tường gỗ để làm cái nhà mình an toàn một chút, để cho cái quái vật nó không tấn công mình. Nói chung là phiền thôi chứ không có gì hết á. Chứ là phiền. Nói chung là anh em mà thích xây nhà đẹp thì anh em từ từ châu chuốt. Còn trước mắt là mình chỉ xây nhà thôi. Xây một cái thành gỗ trước thôi. Ok, hẹn gặp lại anh em các video sau nhé. Hy vọng là anh em ủng hộ cái game này. Thì mình sẽ làm tập 2 tiếp thôi. Bye bye anh em.